Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 21 tháng 5 cho biết, kết quả do nhóm nghiên cứu COVID-19 của bệnh viện và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford giải mẫu mã RNA được tách chiết từ mẫu phết hầu họng của hai bệnh nhân 4583 và 4780. Kết quả cho thấy bộ gen virus của bệnh nhân 4583 cùng 7 thuộc biến chủng B16172. Tương tự biến chủng ghi nhận ở bệnh nhân 4514, thanh niên ngụ Thành phố Thủ Đức đã được thông tin trước đó. Biến chủng của hai bệnh nhân này tương tự biến chủng đang gây dịch tại các tỉnh phía Bắc. Còn bệnh nhân 4780, người phụ nữ bán quán ăn, ngụ hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nhiễm biến chủng B117, biến chủng B117 từ Anh, đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện nay đang lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung. Tiến sĩ bác sĩ Châu nhận định, đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng, được cho là có khả năng lây lan nhanh, gồm biến chủng ở Ấn Độ và Anh, ở các ca bệnh trong cộng đồng.